AFK Mobi. Vào ngay đi chơi gì? AFK Mobi. Bao game chất lượng chơi ngay không phải nghỉ. AFK Mobi. Hello, xin chào mừng tất cả anh em đã đến với kênh YouTube của Akobi. Và hôm nay Sói Bạc sẽ giới thiệu anh em một con game mobile nhập vai chiến thuật có tên gọi là Infinity Galaxy. Một con game lấy đề tài chiến tranh không gian, nó dành những bạn nào mà đam mê chiến tranh không gian vũ trụ với những con chiến hạm ở trên vũ trụ. Đấy, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm con Infinity Galaxy này nhé. Có một cái điểm thú vị đó là con game này có hỗ trợ ngôn ngữ tiếng Việt. Và các bạn có thể tải con game này trên cả hai nền tảng là iOS lẫn Android. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vào game này. Đây là phần giới thiệu cốt truyện đầu tiên đúng không? Đó, như mình giới thiệu nhé, con game này nó có hỗ trợ ngôn ngữ tiếng Việt. Thậm chí là có voice lồng tiếng luôn. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ đến với phần chỉ huy này. Chúng ta sẽ có một cái clip giới thiệu. Đây rồi, chúng ta sẽ có ở đây là gọi là phần trung tâm chỉ huy với rất là nhiều cái căn phòng, mình gọi là căn phòng khác nhau. Ví dụ chúng ta sẽ bắt đầu từ bến tàu xoáy hạm này, mở khóa tính năng này. Đó, chúng ta sẽ hoàn thành, tức là cũng có phần kiểu nâng cấp đấy. Tức là có một trung tâm chỉ huy và chúng ta sẽ có rất là nhiều các cái gọi là căn phòng khác nhau ở trong cái trung tâm chỉ huy này để các bạn có thể xây dựng và nâng cấp. Sau đó thì anh em có thể xây dựng những chiến hạm để bắt đầu chiến đấu. Đây, chúng ta sẽ có phần xoáy hạm này. Đấy, đây, chúng ta sẽ có phần xoáy hạm này. Rất là nhiều con tàu chiến khác nhau. Mình sẽ sửa chữa tàu. Đó. Clip CG rất là hoành tráng nhé. Ở đây là mình đang chơi bằng giả lập nên là nó không quá đẹp nhé. Tốt nhất là các bạn nên chơi bằng điện thoại ấy. Nhưng mà mình chơi để cho anh em chứng tỏ, cho anh em thấy là giả lập cũng chơi được con game này. Tí nữa thì mình có sẽ có phần vào phần setting mình chỉnh lại sau. Đây, chúng ta sẽ có xoáy hạm rồi này. Sau khi đã có xoáy hạm thì chúng ta có thể đi chiến đấu. Đó, đầu tiên đi làm nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ nhận thưởng này. Chúng ta sẽ được cái Titan này. Bắt đầu làm tiếp nhiệm vụ tiếp theo. Đấy, bắt đầu anh em cứ đi làm nhiệm vụ để lên cấp, như là xem các cái tính năng mới đã. Hoàn thành miễn phí. Level đầu thì nó sẽ cho anh em xây dựng nhanh. Sau thì mới kiểu mất thời gian hơn. Đây, chúng ta có trung tâm chỉ huy này. Đó, xây dựng và nâng cấp. Mỗi một cái trung tâm thì nó sẽ có một cái đặc điểm riêng. Rồi, hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên. Sang chương tiếp theo này. Game hướng dẫn rất là kỹ luôn, các bạn cứ làm theo thôi. Và vì là nó có tiếng Việt ấy, anh em chơi nó cực kỳ thoải mái luôn ấy. Đây rồi, lại nâng cấp này. Đây là bến tàu quân dụng. Tốc độ chế tạo chiến hạm là tăng cộng 1%. Đó. Chúng ta sẽ đi chế tạo tàu. Ồ, có tính năng chế tạo tàu này. Đây là bến. Nhấn vào nút bắt đầu chế tạo nên có thể có cả chế tạo tàu luôn này. Cái này như kiểu là chúng ta có một cái xoáy hạm chính nhá, và các bạn sẽ xây dựng các cái đây, nâng cấp và xây dựng mẫu hạm, nó như kiểu là tàu, những con tàu con ấy. Ví dụ mình ví dụ như kiểu những con game chiến thuật khác là các bạn có tướng và sẽ có binh lính đi kèm đúng không? Thì với cái con Infinity Galaxy này thì chúng ta sẽ có xoáy hạm và những cái con tàu con đi kèm. Kiểu như thế. Đó, nói như thế để cho anh em dễ hiểu hơn. Không, anh em lại không hiểu tại sao lại có xoáy hạm rồi lại có con tàu nữa. Tức là mỗi con xoáy hạm thì nó sẽ chứa tàu ở trong và chúng ta sẽ đi chiến đấu là bao gồm những con tàu con như vậy. Nó như kiểu là chúng ta sẽ có tướng và lính ấy. Rồi, lại tiếp tục đi làm nhiệm vụ. Đó, chưa chiến đấu gì cả, chúng ta sẽ làm quen với các cái trung tâm ở trong cái phần trung tâm chỉ huy này đã. Các cái gọi là căn phòng đi, hoặc là một cái các cái khu nghiên cứu. Rồi chúng ta sẽ có phần nâng cấp trang bị vũ khí này. Chúng ta sẽ có các cái tính năng như là tài nguyên này, phát triển quân sự và chỉ huy. Thông qua cái này thì các bạn có thể nâng cấp lên để tăng các cái, ví dụ như là thu thập tài nguyên nhanh hơn này. Chiến đấu mạnh hơn. Đấy, tăng hỏa lực bảo vệ tàu mình có thể nâng cấp ở đây. Chúng ta sẽ tốn thời gian để nghiên cứu mất 2 phút. Đấy, nó sẽ chia theo dạng nhánh nhánh như này. Nhìn chung thì với bạn nào mà chơi kiểu dạng game chiến thuật xây dựng như này ấy, đặc biệt là như kiểu Tam Quốc các thứ ấy, thì con game này nó cũng tương tự thôi, chẳng qua là cái đề tài con game này nó khai thác là đề tài chiến tranh không gian. Chưa chiến đấu gì cả nhá. Nãy giờ là chưa chiến đấu gì cả. Nhịp game nó cũng khá là chậm thôi. Rồi, có lẽ là bây giờ sẽ chuẩn bị đi chiến đấu này. Chúng ta sẽ phải phát hiện hải tặc tập kích, chúng ta sẽ đi tiêu diệt hải tặc ở trên không gian. Đấy, tóm lại ở trong con game này thì các bạn sẽ vào vai một
cái như kiểu là một những cái hạm đội không gian kiểu cảnh sát vũ trụ ấy, sẽ bảo vệ vũ trụ kiểu kiểu thế. Đây, chúng ta sẽ vuốt màn hình để hướng về mục tiêu này. Ô, hay chưa? Và tiến lên. Ui, nó làm kiểu 3D này đẹp này. Đây, ngắm bắn. Ơ, mình cứ tưởng là kiểu đánh theo kiểu dạng game thả lính cơ, nhưng mà lại chiến đấu kiểu 3D nhảy như kiểu game nhảy vai nha. À đây, lại hướng này. Ui, đấy không? Với một cái game, con game đề tài vũ trụ thì việc xây dựng đồ họa 3D này các bạn sẽ được tận hưởng một cái gọi là nhìn nó rất là rộng lớn bao la ấy. À, chúng ta sẽ phải lại gần mới bắn chính xác được. Đó, vì đạn nó có tầm bắn thôi. Vẫn phải tiến lên, phải áp sát lại đã. À, thì chúng ta có thể bắn được. Con game này chiến đấu đây kiểu này à? Mình cứ tưởng là kiểu dạng thả lính các kiểu cơ. Hóa ra là chiến đấu kiểu này thì cũng hay. Kiểu chiến, đúng kiểu chiến, đúng chất là kiểu mình điều khiển máy bay chiến tranh không gian ấy. Thú vị phết. Ơi, lại có kẻ địch này. Đấy, các bạn sẽ di chuyển tâm ngắm, nút analog bên trái để di chuyển và các cái tâm ngắm để ngắm bắn thôi. Khá là phê nhỉ. Ngon phết. Tức là cái cơ chế chiến đấu lại kiểu dạng kiểu mang yếu tố hành động nhập vai nhỉ. Mình cứ tưởng là thả lính rồi kiểu đánh theo lượt cơ. Ồ, chính ra thế thì hay phết. Con game này là server global nhé, chẳng qua nó hỗ trợ ngôn ngữ tiếng Việt thôi anh em ạ. Lại tiếp tục đi chế tạo tàu này. Bắt đầu xây dựng tàu tiếp theo. Nó sẽ có rất là nhiều loại tàu khác nhau nhé. Rất là nhiều loại mẫu hạng khác nhau để các bạn xây dựng. Đây, trung tâm chỉ huy này. Đây là phần trung tâm lưu trữ nâng cấp lên. Đó. Trong phần trung tâm chỉ huy này thì có rất là nhiều cái trung tâm khác nhau. Được gọi là trung tâm chuẩn hơn là những cái phòng nhỉ. Rồi, lại tiếp tục nâng cấp lên, nhận thưởng. Thần tuyệt vời khi trọng tự hiện chúng ta tốt. Rồi, chúng ta sẽ có tính năng phi hành gia. Nhấn vào chiêu mộ phi hành gia. Chúng ta sẽ có tính năng chiêu mộ. Nói chung là tính năng làm tiền đó anh em. Thì các bạn có chiêu mộ một lần và chiêu mộ 10 lần. Thường thì anh em sẽ chiêu mộ 10 lần thì tỷ lệ ra tướng ngon nó sẽ cao hơn. Đây, tướng tướng tím, sử thi hay gọi là epic đấy anh em. Tí nữa mình sẽ xem rõ phần tỷ lệ quay tướng xem. Đúng vậy, chết, tôi không muốn nói chuyện. Hãy Helen nhấn. Nhân tố phi hành gia này. À, phân tổ phi hành gia. Lắp vào đây. Kiểu lắp vào trận hình nhé. Nhớ kích hoạt phân tổ, nếu không sẽ không thể có hiệu lực. Phải kích hoạt phân tổ, nếu không sẽ không có hiệu lực. Ok. Cuộc xâm lược của đế quốc. Body. Chúng ta chúng. Cường hóa vũ khí thăng cấp cao nhất luôn. Đấy, ở đây mình sẽ xem cái phần tỷ lệ nhá. Chắc là nó sẽ cho phần đây. Ui. Truyền thuyết, hệ truyền thuyết là có 0,4% tỷ lệ rất là thấp luôn. Gồm mà 8 người. Thẻ tư liệu phi hành gia xác suất là ra thẻ đó, tức là tướng cam ấy, tướng cam game này là thẻ truyền thuyết là chỉ có 0,4% thôi, nhưng ra mảnh tướng là 3%. Tức là các bạn sẽ phải quay rất là nhiều nha. Tướng sử thi là tướng epic, tướng tím là 4%. Đấy, thì còn tỷ lệ ra mảnh tướng là 16%. Huyền thoại là tướng xanh 15% ra tướng và mảnh tướng là 16%. Và cuối cùng là tướng xanh lá 23,10% và là những cái nguyên liệu khác là 22,5%. Nói chung là khá là tốn kém đấy anh em ạ. Khá là tốn đấy. Vì số lượng tướng không nhiều nên tỷ lệ rất là thấp. Đấy, bạn sau tiếp tục mình cứ đi nâng cấp thôi. Nâng cấp quân sự này. Đó, nghiên cứu. Các bạn có thể hoàn thành nhanh nhưng phải bỏ tiền ra. Tiền này thì các bạn sẽ phải nạp rồi. Ban đầu thì nó sẽ tặng cho anh em nhưng mà mình nghĩ là cũng không cần thiết là các bạn phải xây ngay đâu. Tiết kiệm được đồng nào hay đồng đấy. Đấy, nâng cấp lên này, các bạn hãy nâng cấp các công trình nhá. Ở những cái level đầu ấy, nó hoàn toàn miễn phí thì các bạn cứ nâng cấp thôi. Đó, không mất kim cương. Đó, còn sau là bắt đầu mất tiền thì tính sau. Mình cứ đi hoàn thành nhiệm vụ đấy anh em ạ. Đó, nhận thưởng. Nó sẽ giúp anh em lên cấp nhanh cũng như là mở khóa thêm các tính năng mới á. Rồi, lại tiếp tục vào chiến đấu này.
Chắc là mình ấn tượng nhất cái game này ở phần cơ thể chiến đấu. Nó kiểu đúng kiểu tính chất là chiến tranh không gian ấy. Lúc đầu là mình cứ tưởng là nó theo kiểu dạng thẻ tướng, dàn trận rồi các kiểu cơ. Hóa ra là kiểu đấy điều khiển máy bay rồi chiến đấu ấy. Nhìn thực sự là rất là hay ho ấy. Bạn nào mà thích kiểu đúng kiểu chiến tranh không gian đấy, điều khiển phi thuyền chiến đấu thì mình nghĩ là anh em sẽ rất khoái game này đó. Chúng ta có thể điều khiển phi thuyền bay lượn chiến đấu rất là phê. Tất nhiên là các bạn sẽ phải nâng cấp cái phi thuyền của mình lên, vì càng nâng cấp thì các bạn sẽ tiêu diệt đối thủ càng nhanh, và vì sau ấy đối thủ nó càng trâu ấy, chúng ta sẽ phải khỏe hơn, thì cũng có yếu tố nhập vai mà. Đó, bạn nào hơi chóng mặt tiền đình thì chắc là con game này nó sẽ không phù hợp với anh em đâu. Đó, chúng ta sẽ phải tiêu diệt hết những cái mục tiêu màu đỏ như này. Ôi xa quá, chúng ta sẽ phải tiến gần. Đấy, cái cơ chế chiến đấu game này lại mang yếu tố nhập vai hành động nhé. Ôi nó có giáp này. Nhưng mà vũ khí của mình hình như là bây giờ chỉ có bắn thường này nhỉ, không có kiểu là... Ui nó bắn kìa. Nó bắn lại mình, à nó mất giáp rồi. Ui đây các bạn phải di chuyển né nhá. Nó bắn liên tục đấy. Ui tí trúng mình. À nó có những cái điểm yếu này, bắn vào những điểm yếu nó sẽ nổ nhanh hơn. Ok. Đó. Bây giờ phải bảo vệ cái tàu này đúng không? Chúng ta sẽ chiến đấu. Mày khoảng cách quá xa, à, chúng ta sẽ lại gần. Tàu nó có giáp. Ui phê nhỉ. Đây chưa phải đồ họa đẹp nhất nhá. Các bạn nên chơi bằng điện thoại ấy. Đặc biệt là điện thoại iPhone ấy, thì nó sẽ đẹp hơn. Đây là mình chơi bằng giả lập nên các bạn thấy là đồ họa nó hơi bị, nó không được nét cho lắm. Nhưng mà về cơ bản thì mình thấy là đẹp. Như thế là ổn rồi. Không cục khóa khó tính nhá. Mình sẽ xem cái phần setting ở đâu ta. À, từ từ, vẫn là phải làm theo hướng dẫn của game. Ta nghĩ nếu đọc cài đặt này. Cài đặt thiết lập ngôn ngữ thôi, bỏ qua nhá. Thiết lập khác. Đây, đồ họa đây. Đồ họa này nó để thấp nhất các bạn thấy không? Mình sẽ để đồ họa. À, như vậy là giả lập ấy. À đây được mà. Đây, mình để lên cao nhất luôn này, nó hơi bị lag tí. Đây rồi, nét chưa? Nét chưa? Vừa rồi chỉ là đồ họa thấp nhất lúc mà mình mới vào game nha. Còn bây giờ mới là đồ họa cao nhất này. Đấy, anh em. Tức là gần game này chưa giả lập thì vẫn đồ họa đẹp được nha. Chẳng qua lúc đầu là nó mặc định là chế độ thấp thôi. Lại có thêm phi hành gia mới, thẻ màu xanh. Tiếp tục lại nhận thưởng. Đó, và nó lại mở ra nhiệm vụ mới. Chúng ta sẽ tiếp tục làm theo thôi. Chúng ta sẽ có hệ hành tinh này. Chắc là một cái bản đồ lớn ấy, đúng không? Ui đúng rồi. Những cái vũ trụ thiên hà ấy. Ui, những cái thiên hà trong vũ trụ. Vậy thì đây chính là những thứ. Đúng vậy, đương chỉ nhìn dáng. Thăm dò. Hệ thống hành tinh vẫn chưa thể làm được. Thăm dò để đi kiếm tài nguyên đúng không? Ui. Các bạn nhìn để lên cái đồ họa đẹp nhất ấy. Game nét và đẹp dã man luôn. Đã hoàn thành thăm dò, hãy cùng xem các vết. Rồi, chúng ta đi thăm dò các cái hành tinh. Ồ, và nhận thưởng. Vốn dĩ có một thiết. Game này đúng là phù hợp với bạn nào mà thích kiểu không gian ấy. Thích vũ trụ, kiểu các kiểu khám phá vũ trụ. Ổn phết. Đây, đi điều tra này. Đó, chúng ta sẽ cử tàu đi điều tra. Bạn thấy là chúng ta có những hành tinh này. Rất là rộng lớn, vũ trụ bao la rộng lớn lắm anh em ạ. Thật sự là rất là mình đánh giá rất là cao con Infinity Galaxy nhá. Không chỉ ở mặt đồ họa này, gameplay cũng, và việc là nó có hỗ trợ ngôn ngữ tiếng Việt cũng là một cái điểm cộng để anh em chơi rồi. Đây, bây giờ mình muốn là thử chơi một cái trận đấu nữa đi. Chúng ta sẽ tận hưởng một cái đồ họa đẹp hơn. Bây giờ cứ làm theo hướng dẫn, mình sẽ chơi nốt nhá. Về cơ bản mình nghĩ là anh em sẽ khoái con game này rồi đấy. Đấy, cứ ban đầu đi làm nhiệm vụ thôi. Không cần phải vội. Nâng cấp lên này, tăng tốc, sử dụng vật phẩm tăng tốc, ok. Thăng cấp hỏa lực của tàu lên. Rồi nâng cấp trung tâm chỉ huy lên level 3 này. Thăng cấp. Mất 6 phút. Lại nhận thưởng tiếp. Đó. Lại tiếp tục đi thăm dò, điều tra. Rồi, rất là nhiều hành tinh để các bạn thăm dò, điều tra. Rồi, các bạn để đợi hoặc là ra ngoài làm cái khác cũng được.
tiếp tục nghiên cứu và phát triển nhé. Đấy, cứ làm theo thôi. Ui, 5 phút, nói chung là thời gian càng ngày càng lâu ấy. Nâng cấp trung tâm chỉ huy lên level 3 này. Tăng tốc sử dụng vật phẩm. Ban đầu thì free thì cứ dùng thôi. Nó tặng anh em một vài vật phẩm ấy. Sự kiện này. Tiến lên. Chưa chiến đấu tiếp nhỉ? Mình muốn vào chiến đấu. Điều động. Đó, cái này như kiểu là cho treo máy. Chế tạo tàu này. Đấy, tàu đẹp chưa? Chiến hạm đã chuẩn bị xong. Sự kiện mơ hồ này, đi điều tra. Tiếp tục điều tra. Hòm thư này, à nó tặng cho mình quà này. Ok. Đây là phần kho nhé. Đấy, phần quà này là game mà tặng miễn phí cho mình em ạ. Có quà nạp đầu này, các cái chuỗi sự kiện đăng nhập nhận quà các kiểu. Đấy, nhận thưởng. Game thì cũng có hệ thống VIP nha các bạn nhé. Game có VIP. Cao nhất sẽ là cấp VIP số 18. Nhận thưởng tiếp này, mình muốn vào chiến đấu anh em ơi. Tôi muốn vào chiến đấu để xem quả đồ họa khi mà được nâng cấp lên, khi để mắt setting nó đẹp. Đây rồi, vừa nói xong. À, cho em vào chiến đấu xem nào anh em. Ui, cả cái hạm đội này, nhìn phê chưa. Đây rồi. Đẹp không, vũ trụ của chúng ta này. Khi mà mắt setting ấy, đồ họa không có gì phải chê luôn. Rồi, chúng ta sẽ điều khiển chiến đấu nhá. Đó, lúc đầu mình cứ tưởng nó game này nó kiểu là Kiểu chiến đấu, phá giáp nào. Ui, mình bị bắn anh em ạ. Phải, thằng nào bắn mình đấy. Ui, bình tĩnh các anh ơi. Đông thế. À, mày lắm. Ôi, chiến xe không gian anh em ạ. Phê thiệt, ui, mình mất máu đấy. Láo tuét này, đông. Ui, cái địch nó lùa mình này. Cái này đúng kiểu là các bạn nào mà tiền đình yếu thì chơi nó hơi chóng mặt. Nhưng mà mình khoái vì mình cũng thích cái kiểu đề tài chiến tranh không gian nha. Ui, bắt đầu chóng mặt rồi. Hơi khó nhìn đấy các bạn. Đây, tàu địch này. Chúng ta sẽ tiêu diệt những cái tàu to trước. Kệ bố mấy cái tàu nhỏ đi. Phê nhở. Đấy, đồ họa khi mắt setting này em này. Đẹp, nét, dã man. Lúc đầu là nó mặc định là đồ họa xấu nhất ý. Cái này là do giả lập thôi. Chứ không phải là do game đâu. Tốt nhất là mình bảo rồi, tốt nhất là cứ nên chơi bằng điện thoại ấy. Khoái nhất là kiểu lúc mà vào chiến đấu kiểu chiến tranh không gian này này. Phê lòi. Phê. Game chung mà game rất hay. Đấy. Bạn nào mà thích kiểu đề tài chiến tranh không gian thì có thể tải con game Infinity Galaxy nhá. Thực sự là anh em sẽ không phải thất vọng đâu. Đấy. Nhưng mà nó hơi chóng, bạn nào tiền đình yếu ấy thì nó sẽ hơi chóng mặt một tí. Mình thì rất là khoái nên cảm giác bình thường thôi. Hồi xưa tôi cũng chơi mấy cái trò kiểu điều khiển máy bay bắn nhanh chiến đấu nhanh phê lắm. Đâu rồi ui rất là đông. Rồi, mấy con lợn này đúng không em bắn mình đúng không, đúng kiểu đúng chất chiến tranh không gian luôn anh em ạ. Thế lúc đầu mình cũng chưa tìm hiểu nhiều con game này, mình tưởng là dạng game mà lúc vào chiến đấu nó thả lính hoặc là kiểu đánh theo lượt thôi, hóa ra là kiểu chiến đấu hành động như này. Phê được rồi, hết chưa nhỉ. Rồi, ok, thì như vậy là Sói Bạc cũng giới thiệu cho anh em về một con game nhập vai hành động kết hợp yếu tố chiến thuật có tên gọi là Infinity Galaxy nhá. Thì hy vọng hôm qua video này thì anh em sẽ rất là khoái con game này và muốn chơi thử, mình sẽ để một đường link ở phần mô tả để các bạn tải game và chơi thử. Cảm ơn anh em đã theo dõi video này của Sói Bạc. Bạn nào thấy thú vị đừng quên like, share, chia sẻ cũng như là subscribe cho kênh Akobi. Cảm ơn anh em rất nhiều. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Bye bye. Chỉ đặc quyền ở FK Mobile, có mini game tuyệt vời hoang mỹ, nơi mọi người vui cười không sầu bi. Quá tới thế cao, cho nhiều quá đi, vậy còn chờ chi, chỉ ngày đi.